Sau đây sẽ là phần từ vựng nâng cao. 修理します。修理します。 Đầu tiên, động từ 修理します có nghĩa là sửa chữa, chỉ hành động sửa chữa các vật hay là máy móc bị hư hỏng như là TV, xe máy, tủ lạnh, v.v. Ví dụ, bike を修理しました。 Bike を修理しました。 Tôi đã sửa xe máy.修理します。修理します。 ナイフ。ナイフ。 Từ này dùng để chỉ con dao kiểu Tây sử dụng trong ăn uống. Ví dụ, knife をください。 Knife をください。 Cho tôi con dao. Knife. Knife. Fork. Fork. Một dụng cụ phương Tây khác sử dụng trong ăn uống đó chính là cái nĩa. Ví dụ, これはフォークで食べますか? これはフォークで食べますか? Cái này ăn bằng nĩa à? Fork. Fork. Bố chô. Cũng là con dao, nhưng từ này dùng để chỉ con dao sử dụng trong nhà bếp để cắt thực phẩm. Ví dụ, hocho de kirimashita. Hocho de kirimashita. Tôi đã cắt bằng con dao làm bếp. Bố chô. Hotchkiss. Từ này có nghĩa là cái dập kim hay còn gọi là cái bấm vỡ. Ví dụ, Hotchkiss o kashite kudasai. Hotchkiss o kashite kudasai. Hãy cho tôi mượn cái dập kim. Hotchkiss. セロテープ. Từ này có nghĩa là băng keo hay còn gọi là băng dính. セロテープ. キップ. Từ này có nghĩa là vé, nhưng chỉ sử dụng cho trường hợp nói về vé tàu hay là vé xe, v.v. Còn vé xem phim hay vé hòa nhạc, chúng ta sẽ dùng từ chiketto. Ví dụ, kippu o kaimasu. Kippu o kaimasu. Tôi mua vé. Kippu. Okashi. Okashi. Từ này dùng để chỉ bánh kẹo nói chung. Ví dụ, senpai kara okashi o moraimashita. Senpai kara okashi o moraimashita. Tôi đã nhận được bánh kẹo từ tiền bối. Okashi. Okashi. Sau đây chúng ta cùng học qua tên của một số ứng dụng giao tiếp trực tuyến hiện nay. Facebook đã trở nên quá quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam rồi đúng không nào? Và ở nước Nhật thì nó cũng không ngoại lệ. Trong tiếng Nhật nó sẽ đọc là Facebook. Ví dụ, Facebook de messenger okurimasu. Facebook de messenger okurimasu. Tôi gửi tin nhắn bằng Facebook. Facebook. Message. Từ này có nghĩa là tin nhắn. Ví dụ, 社長からメッセージをもらいました。社長からメッセージをもらいました。 Tôi đã nhận được tin nhắn từ giám đốc.
Message. Message. Line. Line. Đây là một ứng dụng dùng để gọi điện hoặc là giao tiếp với nhau rất được yêu thích tại Nhật Bản hiện nay. Ví dụ, Line de Hanasimos. Line de Hanasimos. Chúng tôi nói chuyện bằng Line. 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 Mail. Mail. Đây là phiên âm của từ email, mail. Ví dụ, Ato de meiru shimasu. Ato de meiru shimasu. Tôi sẽ gửi mail sau. Như vậy, chúng ta chỉ cần thêm shimasu vào sau meiru là sẽ có động từ gửi mail. 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 Christmas. Christmas. Từ này được phiên âm từ tiếng Anh sang có nghĩa là Giáng sinh, dịp Giáng sinh. Ví dụ, Christmas ni ryoko shimasu. Christmas ni ryoko shimasu. Tôi sẽ đi du lịch vào dịp Giáng sinh. Christmas. Christmas. Sau đây chúng ta cùng học qua các từ dùng để xưng hô với người trong gia đình hoặc người ngoài gia đình. Anne. Anne. Chúng ta dùng từ anne để nói về chị gái của mình một cách lịch sự với người khác. Ví dụ, anne wa ryuwakusei desu. Anne wa ryuwakusei desu. Chị gái tôi là du học sinh. Còn khi muốn nói về chị gái của người khác, chúng ta sẽ dùng từ onesan. Onesan. Anne. Anne. Imoto. Imoto. Trong trường hợp là em gái thì chúng ta sẽ dùng từ imoto để nói về em gái của mình với người khác. Ví dụ, imoto wa daigakusei desu. Imoto wa daigakusei desu. Em gái tôi là sinh viên đại học. Còn khi muốn nói về em gái của người khác, chúng ta chỉ việc thêm san. Imoto-san. Imoto. Imoto. Ani. Ani. Còn nếu các bạn có anh trai thì chúng ta sẽ dùng từ ani để nói về anh trai của mình với người khác. Ví dụ, ani wa kaisha-in desu. Ani wa kaisha-in desu. Anh trai tôi là nhân viên công ty. Và khi muốn nói về anh trai của người khác, chúng ta sẽ dùng từ onii-san. Onii-san. Ani. Ani. Ototo. Ototo. Ngược lại, nếu là em trai thì chúng ta sẽ có từ ototo. Ví dụ, ototo wa 20歳 desu. Ototo wa 20歳 desu. Em trai tôi 20 tuổi. Và khi muốn nói về em trai của người khác, chúng ta sẽ thêm san. Ototo san. Ototo. Ototo. Musuko. Musuko. Đây là cách nói lịch sự khi nói về con trai của mình với người khác. Ví dụ, watashi no musuko wa ginkoin desu. Watashi no musuko wa ginkoin desu. Con trai tôi là nhân viên ngân hàng. Còn khi muốn nói về con trai của người khác, chúng ta chỉ cần thêm san, musuko san. Musuko. Musuko. Musume. Musume. Nếu là con gái thì chúng ta sẽ dùng từ musume. Ví dụ, musume wa mada 3歳 desu. Musume wa mada 3歳 desu. Con gái tôi chỉ mới có 3 tuổi. Và khi muốn nói về con gái của người khác, chúng ta cũng chỉ việc thêm san, musume san. Musume.
娘、いとこ、いとこ。いとこ có nghĩa là anh em họ, tức là con của cô, dì, chú, bác, vân vân. いとこ、いとこ。おじいさん、おじいさん。おじいさん dùng để gọi ông của mình hay là ông của người khác một cách lịch sự. Ví dụ, 私のおじいさんはエンジニアです。私のおじいさんはエンジニアです。Ông của tôi là kỹ sư. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể dùng từ này để xưng hô trực tiếp với ông của mình hoặc là dùng để gọi những cụ ông lớn tuổi. おじいさん、おじいさん。おばあさん、おばあさん。おばあさん sẽ là cách gọi nói về bà của mình hay là bà của người khác một cách lịch sự. Ví dụ, 私のおばあさんは医者です。私のおばあさんは医者です。Bà của tôi là bác sĩ. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng từ này để xưng hô trực tiếp với bà của mình hoặc là gọi những cụ bà lớn tuổi. おばあさん、おばあさん。おじさん、おじさん。Khi bỏ bớt một chữ y trong chữ oji-san thì chúng ta sẽ có cách gọi anh em của bố mẹ mình là chú, bác, cậu một cách lịch sự. Oji-san, oji-san, oba-san, oba-san. Tương tự như vậy thì khi bỏ bớt một chữ a trong chữ oba-san, chúng ta sẽ có cách gọi chị em của bố mẹ mình một cách lịch sự. Ví dụ, このおばさんは父の妹です。このおばさんは父の妹です。Cô này là em gái của bố tôi. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng từ này để nói về những người phụ nữ trung niên. おばさん、おばさん。嫁、Yome có nghĩa là con dâu, cô con dâu, người con dâu của mình hoặc là phía gia đình mình. Ví dụ, これは私の嫁の写真です。これは私の嫁の写真です。Đây là ảnh của con dâu tôi. Yome, yome. 親戚親戚。Chú, bác, cô, cậu hay là anh chị em trong gia đình thì mình gọi là người thân, bà con hay là họ hàng. Xin xe ki. Xin xe ki. Stekina. Stekina. Đây là tính từ đuôi na mang ý nghĩa là đẹp đẽ, tuyệt vời. Ví dụ, stekina shatsu desu ne. Stekina shatsu desu ne. Áo sơ mi đẹp nhỉ. Ngoài ra nó còn mang nghĩa là dễ thương hay là có duyên. Stekina. Stekina. Mo. Mo. Từ này khi kết hợp với động từ ở hình thức quá khứ sẽ mang ý nghĩa là đã làm gì rồi. Ví dụ, もう終わりましたか? もう終わりましたか? Đã xong rồi à? Ngoài ra thì nó còn mang ý nghĩa là thêm nữa. Ví dụ chúng ta hay nghe câu もう一度, もう一度, có nghĩa là thêm một lần nữa. もう, もう, まだ。まだ。Ngược lại với đã làm gì rồi sẽ là vẫn chưa làm gì và chúng ta sẽ dùng từ まだ。Ví dụ, まだこれからです。まだこれからです。Vẫn chưa, từ bây giờ tôi sẽ làm. Ngoài ra thì từ này còn mang ý nghĩa là vẫn còn đang làm dang dở một việc gì đó.
Đối với cách sử dụng này, chúng ta sẽ học ở các bài học sau. Mada. Mada. Kore kara. Kore kara. Từ này có nghĩa là kể từ bây giờ, từ nay trở đi, dùng để chỉ thời điểm hiện tại trở đi sẽ làm một hành động gì hoặc là có thay đổi gì. Ví dụ, これから始めます。これから始めます。kể từ bây giờ sẽ bắt đầu. これから。これから。Như vậy là phần từ vựng của bài 7 sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau.